Em cũng đang tích góp được một số tiền để có thể thực hiện cái ước mơ đó để giúp đỡ các bạn. Ý hiện tại thì em cũng tham gia rất là nhiều nhóm khuyết tật ở Hà Nội. Em có giao lưu, có cùng các bạn tham gia các chương trình. Nhưng mà em cũng được nghe rất là nhiều tâm sự, sự đồng cảm của các bạn là không thể tự lo cho bản thân mình được. Nên em cố gắng mỗi ngày để thực hiện cái điều đó. Nên Thì hóa ra cũng là một MC có những kinh nghiệm riêng của bản thân mình, có những trải nghiệm riêng của bản thân mình rồi đấy. Và tôi nghĩ rằng là có thể bước đầu một ngày nào đó bạn cũng sẽ dẫn một chương trình mà dành cho những người bạn cùng cảnh ngộ, những người có những cái câu chuyện tương tự như bạn, giống như là Minh Hằng đã dẫn chương trình hôm nay đến thì sao, đúng không? Qua cái chương trình hôm nay ấy, thì em cảm thấy là mình sẽ tự tin rất là nhiều qua cái mà ước mơ của mình, thì em sẽ cố gắng theo đuổi cái ước mơ đó. Trước khi đến với chương trình ngày hôm nay thì Hoa Nhài cảm thấy hơi e ngại một chút, và thậm chí là còn nói với chúng tôi rằng có thể là em sẽ không theo đuổi được cái ước mơ này đâu. Thế nhưng ngày hôm nay với một trải nghiệm là một MC của chương trình hôm nay đến, thì đến cuối chương trình cô ấy đã nói với chúng tôi rằng em sẽ tiếp tục theo đuổi cái ước mơ này. Và tôi nghĩ rằng đó là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn của chúng tôi, những người thực hiện chương trình này. Và tôi nói rồi, chúng tôi sẽ luôn luôn ủng hộ bạn, luôn luôn theo dõi bạn, và một ngày đấy tôi rất mong trở thành một đồng nghiệp của bạn. Với cái mong muốn đó thì ở đây Minh Hằng và ekip của hôm nay đến có chuẩn bị một món quà nho nhỏ dành cho bạn. Một set quà tặng của Đài Truyền hình Việt Nam với những vật lưu niệm rất là quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam. Ở đây chúng tôi có cốc này, có mũ này, có áo này. Chính là những cái vật lưu niệm mà Đài Truyền hình Việt Nam thường là yêu mến tặng cho những người khách, những người khán giả khi mà đến với Đài Truyền hình Việt Nam. Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất là muốn trao những cái món đồ lưu niệm này cho bạn. Và hãy tưởng tượng như nếu bạn có một cái góc nhỏ ở nhà và bày tất cả những cái món đồ lưu niệm này lên và có khách đến thăm, thì bạn sẽ nói như thế nào về những món quà này? Những cái món quà này là Đài Truyền hình tặng và đã mời em làm một MC và em lại tặng những món quà rất là đặc biệt này, nên em sẽ để nó và làm kỷ niệm của mình để em có hướng phấn đấu. Ta nói rất là nhiều về công việc MC này, về việc là biết đâu bạn sẽ trở thành đồng nghiệp với chúng tôi ở trong Đài Truyền hình Việt Nam. Và để tiếp tục giúp bạn thúc đẩy cái ước mơ đó sớm trở thành hiện thực thì chúng tôi có mời đến đây một khách mời rất là thú vị và đặc biệt, và chúng ta sẽ cùng chờ đón xem khách mời đó là ai nhé. Xin mời khách mời của chúng tôi bước vào trong trường quay ạ. Xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu một chút về bản thân mình với khán giả và với cả Hoa Nhài của chúng tôi ngày hôm nay đi ạ. Xin chào Minh Hằng, chào Hoa Nhài, tên rất là hay, và xin được chào các bạn khán giả của kênh VTV6. Hôm nay tôi rất là vinh dự, thứ nhất là được làm khách mời của chương trình. Tôi tên là Kim Nguyên Bảo và tôi đã từng là MC, hiện nay vẫn đang là MC và có một số chương trình mà của VTV6 hoặc là VTV7. Và thực sự là khi mà nghe câu chuyện của bạn, từ nghị lực của bạn, thì tôi nghĩ rằng là hóa ra là còn rất là nhiều người khác họ đang cần trở thành một MC, không bởi vì đây là một nghề nghiệp mà vì nó là đam mê được chia sẻ những câu chuyện cho mọi người. Nên ngay khi mà có một cái sự gọi là gợi ý từ VTV6 thì hôm nay tôi phải có mặt ở đây để nghe câu chuyện của bạn. Bạn thấy không, khi mà MC xuất hiện thì không khí nó sẽ khác hẳn rồi. Vừa rồi chúng ta nói chuyện như là hai người bạn với nhau, thủ thỉ tâm sự bao nhiêu, khi mà có một MC nam vào ấy, không khí của chúng ta trở nên sôi nổi hơn rất là nhiều. Và đúng như Kim Nguyên Bảo chia sẻ ấy, thì có rất nhiều bạn ước mơ để trở thành MC, nhưng có chạm được đến cái ước mơ đó không thì lại cả là một cái chặng đường dài. Và ngày hôm nay thì Hoa Nhài đã thử làm MC ở phần đầu của chương trình ngày hôm nay rồi. Tôi hy vọng rằng Kim Nguyên Bảo sẽ qua đó có thể chấm một chút cho cô gái này, và biết đâu giúp cô gái này hiện thực hóa cái ước mơ và cái hành trình trở thành MC của mình thì sao? Để có thể trở thành một MC thì đó, Minh Hằng là người hiểu nhất. Chúng ta có rất là nhiều yêu cầu từ thanh này, sắc này, và quan trọng nhất là kiến thức cũng như cái sự nhạy cảm của mình với những cái vấn đề tài mà bạn muốn tiếp cận khi mà trở thành một MC. Tôi nghĩ là về phần thanh là chắc là phải được 9/10 rồi. Phần sắc cũng chắc phải được 9/5. 10/10. 9/5 đến 10/10 rồi. Phải rất là xinh đấy ạ. Vâng. Không phải là nói chung vui đâu. Về khả năng gọi là linh hoạt, nhanh nhẹn, rồi là biên tập tiếp thu, thì tôi có thể là người kiểm chứng và bảo đảm cho Kim Nguyên Bảo chắc chắn là phải từ 9 điểm trở lên. Thì ngày hôm nay cô gái này là lần đầu tiên được đeo tai Shure. Cái vật mà chúng ta rất là gắn liền với chúng ta, nhưng cô gái này xử lý rất là tốt, biên tập rất là tốt, lắng nghe những chia sẻ và đối đáp lại khách mời cũng rất là tốt. Tôi nghĩ là phải được 9 điểm trở lên. Đấy như là vậy. Tôi mang cái sự đánh giá của mình ra làm. Thế thì là thủ khoa rồi. Toàn là trên 9 điểm thế thôi. Thế thì cô này có được chấm không ạ? Có được chấm không ạ? Tôi đã có vượt qua được vòng sơ khảo không? Cái cơ hội cũng giống như chị Minh Hằng là được tiếp xúc với rất là nhiều bạn trẻ, nhiều hoàn cảnh và nhiều đam mê khác nhau để trở thành MC. Rõ ràng là việc gì nếu như mà mình có môi trường ngồi với mọi người, gặp những người cùng đam mê,
và được truyền lửa từ những anh chị đi trước thì tôi nghĩ nó sẽ vẫn tốt hơn là mình tự nhiên mò mẫm. Tôi nghĩ bạn nên kết thúc giai đoạn đó và bây giờ chuyển sang giai đoạn chuyên nghiệp về cả việc học lẫn việc thực hành. Nên nếu hôm nay mà Minh Hằng và chương trình cho một cơ hội thì tôi rất là mong muốn bạn ấy sẽ trở thành một người đồng hành với trung tâm đào tạo MC của chúng tôi trong thời gian tới với một cái một cái lời đề nghị của VTV6 của hôm nay ai đến là của Cambi Enhance, là một trung tâm đào tạo MC đã ra đời được hơn 3 năm. Và Cambi Enhance thì chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những cái niềm đam mê và đặc biệt là kiến thức để trở thành một MC với một khóa học MC miễn phí hoàn toàn cho bạn Hoa Nhã. Rất là vui. Trao được chưa hay là phải hỏi thêm? Tôi nghĩ là cái điều này là phải phụ thuộc rất lớn vào cô gái này, cô ấy có nhận lời bước chân vào cái hành trình này không, với rất là nhiều thử thách và cả những cái kinh nghiệm cũng như là sự học hỏi từ những người đi trước, từ những đồng nghiệp, từ những người bạn làm MC. Bạn có sẵn sàng bước chân vào hành trình này cùng với chúng tôi không? Bạn cứ nghĩ kỹ ạ. Thôi em không phải nghĩ kỹ đâu, em đồng ý luôn. Mỗi người đều sẽ có một cái thế mạnh nào đó và tôi nghĩ rằng là điều quan trọng nhất là mình sẽ chiến thắng chính mình để trở thành một MC chứ. Chân thành cho bạn. Cảm ơn ạ. Cảm ơn. Hôm nay thì chúng tôi thấy rất là nhiều những nụ cười đã nở trên môi của Hoa Nhài và tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái phần thưởng lớn nhất cho những người MC, những người biên tập viên và cả ekip của chương trình Hôm Nay Ai Đến. Một lần nữa thì đúng như là Kim Minh Bảo đã chia sẻ, tôi chúc cho bạn sẽ luôn luôn giữ được cái niềm đam mê và theo đuổi được cái ước mơ của mình. Và một ngày không xa thì chúng ta sẽ cùng đứng chung với nhau ở trên sân khấu thì sao, đúng không ạ? Kim Minh Bảo sẽ là nụ hoa, còn chúng ta sẽ đứng bên cạnh để tỏ hương và cũng chia sẻ với tất cả mọi người về niềm tin, về tình yêu và sự lạc quan ở trong cuộc sống này. Vâng, cảm ơn ạ. Xin cảm ơn Kim Minh Bảo ngày hôm nay đã mang đến món quà này cho Hoa Nhài. Cảm ơn Hoa Nhài, một vị khách mời đặc biệt đã đến với chúng tôi và truyền lửa cho chúng tôi trong một ngày rất đặc biệt của Đài Truyền hình Việt Nam, ngày kỷ niệm thành lập Đài Truyền hình Việt Nam. Và chúng tôi mong rằng với những khán giả đang theo dõi chương trình này thì biết đâu trong số đó cũng có rất nhiều người yêu mến những công việc của những người như chúng tôi ở Đài Truyền hình Việt Nam, mong muốn được chia sẻ với chúng tôi giống như là Hoa Nhài. Và chúng tôi muốn nhận lại được nhiều hơn những sự yêu thương từ những khán giả, đặc biệt là những khán giả của Hôm Nay Đến. Còn với Hoa Nhài thì có lẽ là những lời chúc hôm nay chúng ta đã nói rất là nhiều rồi. Chúng ta hãy cùng có một lời hứa với nhau đi, là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở những sân khấu khác, ở những chương trình khác. Và lúc đó thì tôi thấy bạn với vai trò là một MC, một MC đích thực, được không ạ? Được ạ. Xin cảm ơn những khán giả đã cùng đồng hành cùng với Hôm Nay Đến. Xin cảm ơn những tình yêu mà khán giả đã dành cho chúng tôi và hy vọng sẽ ngày càng có nhiều khách mời giống như là Hoa Nhài mang nụ cười sưởi ấm những con tim của chúng ta. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Nói về ước mơ của Nhài, không ít người đã bày tỏ sự ái ngại và không tin tưởng. Chỉ có cô là luôn tin rằng mình sẽ làm được. Sẽ chẳng ai biết Nhài có đi đến tận cùng ước mơ ấy của mình hay không. Nhưng ít nhất, cô đã được sống, được hạnh phúc và được đến thật gần với giấc mơ của mình. Và chúng ta cũng vậy, nếu có ước mơ, đừng dễ dàng từ bỏ nó, các bạn nhé. Hisenxia đã chinh phục nhiều ngọn núi lửa trên thế giới. Anh thường dẫn các du khách đến tham quan hoạt động núi lửa. Lần này họ sẽ cắm trại trên sườn núi Miragungu, hồ dung nham lớn nhất hành tinh.
Điểm đến của họ trong chuyến đi này là Cộng hòa Dân chủ Congo, nằm ở trung tâm thung lũng tách sẵn lớn châu Phi, vết nứt khổng lồ của vỏ trái đất đã chia cắt lục địa này. Nơi đây có dãy núi Virunga kéo dài hơn 100 km, bao gồm 8 ngọn núi lửa hùng vĩ, trong đó hoạt động mạnh nhất là núi lửa Nyiragongo. Ngọn núi cao 3.500 m, cách thành phố Goma chỉ 18 cây số. Bốn trăm nghìn dân của thành phố Goma sống ngay dưới chân ngọn núi lửa khổng lồ rộng 350 km² này. Ngoài tình hình địa chính trị bất ổn, Goma còn thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ cao núi lửa sẽ phun trào. Núi Nyiragongo đã phun trào vào năm 1977 và năm 2002, khiến nhiều người thiệt mạng. Cây cối đã bắt đầu mọc trên những dòng nham thạch phun trào hồi năm 2002. Mà 2002 hay 1977 nhỉ? 2002. Và chúng ta đã ở chân ngọn núi Nyiragongo nổi tiếng, ngọn núi lửa huyền thoại đối với các nhà nghiên cứu núi lửa trên thế giới. Đây đúng là một khoảnh khắc trọng đại, vì hồ núi lửa này là duy nhất trên hành tinh. Chuyến đi lần này không còn là một cuộc dạo chơi đơn thuần, mà thật sự là một cuộc thám hiểm, bởi chắc chắn sẽ có nguy hiểm luôn rình rập. Mỗi lần đến gần núi lửa Nyiragongo, đến gần hồ dung nham đều ẩn chứa những nguy hiểm. Những người đồng hành của tôi cũng đều biết vậy, vì tôi đã giải thích kỹ càng với họ, mong rằng chúng tôi có thể bình yên trở về. Còn hiện tại tôi sẽ phải tập trung cao độ, cẩn thận tối đa, nhưng dù sao chúng ta vẫn không thể kiểm soát được mọi thứ. Ngày này chúng ta phải luôn đi cùng một tốc độ, phải luôn đi cùng nhau. Trên núi có những loại khí không mùi, đó là khí carbon dioxide, một loại khí nguy hiểm chết người. Vì thế, mọi người hãy thật cẩn thận. Đừng bao giờ dí mũi vào những khe nứt, khe đá. Đừng trú mưa dưới những mái đá. Cấm tuyệt đối. Mọi người phải thật sự cẩn trọng, vì nguy hiểm là có thật đấy. Đã hiểu. Nếu tất cả đều đồng ý thì đi thôi. Đi thôi. Những khe nứt phun khí chết người này có ở khắp nơi xung quanh ngọn núi, thậm chí cả ở Goma. Những khe nứt đó được gọi là Masuko, nghĩa là hơi thở của quỷ. Ngọn núi cao 3.500 mét, sườn núi rất dốc và khó leo. Đây là khu vực được theo dõi nhiều nhất của Nyiragongo. Tại sao ư? Chúng ta đang ở độ cao 2.761 mét, tức là thêm 40 mét nữa. Chỗ khói kia chính là mực dung nham bên trong miệng núi lửa. Hiện tại dung nham đang ở mức độ đó. Nếu đào một đường hầm ở đây xuyên vào thì sẽ gặp dung nham. Đây cũng là nơi vết nứt này bắt đầu, kéo dài 15 km đến tận Goma. Dọc theo vết nứt này, thỉnh thoảng sẽ có dung nham phun lên. Có những vòi dung nham cao đến 200-300 mét. Các bạn có thể nhìn trên những cành cây, nơi vẫn còn dung nham đọng lại. Ở trước mặt, sau lưng, khắp mọi nơi đều có vết tích của dung nham. Thể tích dung nham ở đây ước tính là bao nhiêu? 100 triệu mét khối, thậm chí hơn thế. Các ngọn đồi đều bị vết nứt gãy này phá hỏng. Cả một chuỗi vết nứt lan rộng đến như vậy, chỉ trong một vài giờ, là một hiện tượng chưa từng thấy trước đây. Núi Nyiragongo hùng vĩ khi đó tưởng chừng như rất hiền hòa, nhưng cuối cùng lại làm cả thế giới ngạc nhiên như vậy. Vậy là đã 6 tiếng trôi qua. 6 tiếng leo núi rồi ư? Đúng vậy. Khung cảnh đẹp thật đấy.
Đây chính là phần thưởng cho 6 tiếng vừa rồi. Đúng vậy. Đến rồi. Nhìn đi và hãy cẩn thận. Cảnh tượng đẹp nhất thế giới là đây. Thật hạnh phúc biết bao. Đúng như những gì chúng ta tưởng tượng. Đây là sự thật sao? Đây mới là núi lửa thực sự. Trước mặt chúng ta chính là hồ dung nham lớn nhất hành tinh. Từ đây đến chỗ dung nham khoảng bao nhiêu? Khoảng gần 600 mét. Nhìn từ đây đã cực kỳ ấn tượng rồi, không hiểu xuống dưới nữa thì thế nào? Khói ở đây là hơi nước à? Có cả hơi nước và cả những loại khí khác. Carbon dioxide, hydro sulfur, sulfur dioxide. Đó làm chúng ta ấm áp hơn. Quá rộng lớn. Kích thước miệng núi này so với những ngọn núi lửa khác trên thế giới như thế nào? Hồ Nham Thạch ở Hawaii có kích thước chưa bằng 1/4 ở đây. Nicola, vì sao anh lại cười? Nói cho tôi anh nghĩ gì đi. Tôi chỉ đang quan sát thôi, thật đáng ngạc nhiên. Nhìn chỗ dung nham đang phun lên kìa. Đẹp quá. Thật sự trông nó như dòng sông địa ngục. Đẹp thật. Trên hành tinh có đến 600 ngọn núi lửa đang hoạt động, nhưng chỉ tồn tại 4 hồ dung nham vĩnh cửu. Chuyến thám hiểm đầu tiên đến đây là khi nào? Đó là chuyến thám hiểm của nhà nghiên cứu núi lửa Taisieff vào năm 1958. Ông ấy đến đây thường xuyên. Taisieff là người duy nhất tổ chức các cuộc thám hiểm xuống đến mép hồ dung nham. Đó đều là những cuộc thám hiểm với quy mô lớn, với những trang thiết bị hạng nặng. Họ đã ở đây trong nhiều tuần. Nhờ có Taisieff mà ta mới biết đến ngọn núi lửa này. Chưa từng có ai nghe nói về nó trước đấy. Tôi cũng giống như mọi người khác, cũng tìm hiểu núi lửa Nihiragongo qua những thước phim của Taisieff. Nihiragongo không phải lúc nào cũng là núi lửa với hồ dung nham. Nó là núi lửa dạng tầng. Ban đầu khi mới sinh ra, nó là loại núi lửa nổ, thường nổ lớn trong mỗi đợt phun trào, phun ra các vật chất núi lửa như bom núi lửa, cho bụi, các dòng dung nham. Đó là thời kỳ đầu hình thành nên ngọn núi này, cho nên nó mới có hình dáng của một ngọn núi lửa thông thường. Đúng vậy, hình nón. Vẫn chưa ai khẳng định được hồ dung nham này sẽ tồn tại bao lâu. Nghiên cứu núi lửa là một ngành khoa học mới, có vô vàn những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Chúng ta chỉ biết rằng nó đã tồn tại từ ít nhất là năm 1927. Có thể là trước đó rất nhiều, nhưng không ai dám chắc, vì trước đó không ai phát hiện ra hồ dung nham này. Chỉ có một vài câu chuyện đề cập đến ánh sáng đỏ trên bầu trời phía tây dãy Virunga, nhưng cũng không nhắc đến hồ dung nham. Rất có thể nó đã tồn tại được một hoặc hai thế kỷ gì đó rồi. Khoảng 5 đến 10 mét trên mực dung nham có một thềm đá nhỏ, một thềm đá màu đen. Thỉnh thoảng mực dung nham cũng dâng lên đến đó, che phủ hoàn toàn thềm đá này. Lần trước tôi đến đây là như vậy, mực dung nham có thể dao động từ 30 đến 40 mét.
Tức là ngày mai có thể ta sẽ thấy mực dung nham dâng lên. Đúng thế, hoàn toàn có thể. Nếu như dung nham dâng lên thì trước đó chắc là sẽ có một cơn địa chấn dự báo. Bởi vì khi mực dung nham bắt đầu dâng cao thì vách xung quanh miệng núi lửa sẽ rung lên. Vậy chúng ta phải vừa ngủ vừa giỏng tai lên nghe à? Đúng vậy, nguy hiểm luôn rình rập. Tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ khi đứng đây, vì ngọn núi này quá vĩ đại, quá khổng lồ. Tôi có thể đứng ngắm nó hàng giờ đồng hồ, không cần nói điều gì, chỉ cần lắng nghe tiếng ồn này. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt và hiếm hoi. Khi đã lên kế hoạch đi xuống khoảng 300 mét phía dưới bằng một nửa khoảng cách từ dung nham lên đến miệng núi. Nhưng điều kiện xung quanh không lý tưởng cho lắm, quá nhiều khí ga và khói, vách đá xung quanh lại không vững vàng. Phải chú ý nhất là những khối đá mà sợi dây sẽ tiếp xúc. Phải thật cẩn thận vì chúng ta không nhìn rõ mọi thứ. Sẽ không nhìn thấy những tảng đá rơi từ trên xuống. Và phải đeo mặt nạ vì dưới đó sẽ có rất nhiều khí ga. Nên tốt nhất là đeo từ bây giờ. Roman là một nhà vật lý trị liệu có trình độ leo núi tốt. Ghi quyết định cùng anh đi khảo sát địa hình. Mong là dung nham sẽ dâng lên. Roman và Guy đi từ lúc mấy giờ nhỉ? Họ đi cách đây một tiếng rồi. Là mấy giờ? 7:30. Cả đi cả về chắc mất khoảng 2-3 tiếng. Nhiều khí ga quá, chẳng nhìn thấy gì. Núi lửa Niragongo đã được nghiên cứu từ 50 năm nay. Nó đã được một nhà truyền giáo tin lành quan sát lần đầu tiên vào năm 1935. Tôi luôn cảm giác như có một sức mạnh nào đó toát ra từ hồ dung nham vậy. Ví dụ như khi bạn nhìn thấy một vũ phun trào ở ngay trước mắt, nhìn thấy những cột dung nham phun lên, bạn sẽ có cảm giác hưng phấn khó tả, dù chỉ trong chốc lát. Cảm thấy đó là một thứ rất vững vàng và mạnh mẽ. Họ bắt đầu leo lên trong một hoàn cảnh rất khó khăn, vì thế Guy đã không thể dẫn cả đoàn xuống dưới như anh mong muốn. Có sỏi đá rơi xuống không? Rất nhiều là đằng khác. Tôi không thể dẫn cả 6 người các bạn xuống đó được. Vâng, đằng nào thì sương mù dày đặc thế này cũng không nhìn thấy gì. Đáng tiếc là như thế. Đường đi về phía bên phải.
Mọi người nhìn thấy chứ? Tầm nhìn vẫn bị hạn chế. Đúng vậy. Chỗ thềm dưới kia, cách chúng ta khoảng bao nhiêu mét? Khoảng 250 đến 300 mét. Còn hồ dung nham khoảng 600 mét. 600 mét. Hồ dung nham là một ống magma lộ thiên thông với một bể chứa magma bên dưới, nằm ở độ sâu khoảng 15 km. Các bạn cứ tưởng tượng hồ này như một ống dẫn magma dài 15 km vậy. Trước đợt phun trào năm 1977, nhà nghiên cứu núi lửa Horo Tsiev đã coi Nyiragongo là một ngọn núi lửa ít khả năng phun trào nhất. Nhưng ngày nay, nó đã nằm trong top đầu những ngọn núi lửa nguy hiểm trên hành tinh. Năm 1977, có một đợt phun trào rất lớn. Hồ magma đã trào ra toàn bộ và trở nên trống rỗng. Khi đó, mực dung nham dâng cao đến bậc thềm ngay bên dưới kia. Nghĩa là khi đó, thể tích và khối lượng dung nham của hồ đã vượt quá khả năng chịu đựng của vách núi. Thế là vách núi giãn nở ra rồi nứt vỡ, dung nham trào ra ngoài theo những khe nứt đó. Khi ấy, chỉ cần một cơn địa chấn nhỏ khiến dòng magma lưu chuyển bên trong là vách núi sẽ không thể giữ nổi nữa. Thể tích của hồ dung nham thời điểm đó vào khoảng 22 triệu mét khối. 22 triệu mét khối dung nham này trào ra toàn bộ chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ. Mọi người tưởng tượng nổi không? Gần 1 giờ và 22 triệu mét khối dung nham. Có những dòng dung nham chảy đến Goma với tốc độ 70 km/h. Đã có khoảng 2 đến 3.000 người chết ở Goma. Ở đây có trạm quan sát không? Có, nhưng vào thời điểm đó, trạm quan sát không thực sự hữu dụng lắm. Vậy nên sau đợt phun trào đó, chắc hẳn người ta đã tìm đến một số giải pháp phải không? Đúng là họ đã bắt đầu từ sau đợt phun trào đó, nhưng trạm quan sát mới chỉ được trang bị kỹ càng từ năm 2002, sau đợt phun trào lớn năm 2002. Tôi vẫn thường ghi lại số liệu về sự biến đổi mực dung nham. Có lần tôi thấy mực dung nham cứ dâng lên, tràn cả lên bậc thềm màu đen, nhưng chỉ ở yên đó 1-2 giờ rồi lại rút xuống. Vậy khi mực dung nham dâng lên 300 mét như thế, nó sẽ dâng lên từ từ hay dâng lên nhanh? Có thể chậm, có thể nhanh, chúng ta không biết trước được. Vậy tức là khi núi lửa phun trào, nếu đứng trên đỉnh núi thì sẽ không sợ gì? Đúng thế, ngay cả khi phun trào mạnh thì dung nham cũng chỉ từng trào ra ở độ cao 2.700 đến 3.000 mét. Còn chúng ta đang ở đỉnh núi cao 3.460 mét. Vậy là nếu núi lửa phun trào thì ở yên trên này vẫn an toàn? Không, khi ở trên này thì đúng là chỉ cần ngồi xem. Nhưng sau đó đằng nào cũng phải đi xuống mà. Vậy thì đợi vài ngày. Đúng rồi đấy. Toàn bộ vùng này khá độc hại. Tôi thích nhất là phía bên kia khe nứt. Dừng một phút và nhìn xem. Chúng ta đang đứng thẳng với vết nứt khiến dung nham trào ra vào năm 1977. Năm 2002, dung nham cũng lại trào ra theo vết nứt này. Rất có thể, lần phun trào tiếp theo cũng sẽ từ đây mà ra. Nếu vết nứt không được bịt kỹ càng, thì dung nham sẽ trào ra từ đây một lần nữa. Khi đó sẽ có rất nhiều vụ phun trào nhỏ với những dòng chảy dung nham chảy về Goma với vận tốc lớn. Còn nếu vết nứt này được vá lại cẩn thận, chắc chắn, thì có thể phải đợi đến khi mực dung nham dâng lên cách miệng núi chỉ 200 đến 250 mét. Đó là giới hạn khối lượng và thể tích mà miệng núi này có thể chịu đựng được. Cho đến khi áp lực của dung nham lại một lần nữa làm ngọn núi nứt ra, mở ra một khe nứt mới. Khi đó hồ dung nham sẽ trào ra đến khi cạn kiệt, và đó sẽ là một thảm họa như hai lần trước, khiến nhiều người thiệt mạng. Thank you.
lửa Niragongko nằm trên một đường đứt gãy của vỏ trái đất do sự phân tách của hai mảng kiến tạo. Hoạt động núi lửa trên đất liền là do sự nứt gãy của vỏ trái đất khi hai mảng kiến tạo tách khỏi nhau. Nghĩa là hai mảng kiến tạo càng tách xa nhau thì vết nứt càng rộng và magma sẽ dâng lên dọc theo vết nứt đó rồi tạo thành núi lửa. Đã có những đợt phun trào mạnh mẽ ở khu vực này trong suốt 4.000 năm trở lại đây. Trong tương lai cũng sẽ có những đợt phun trào, thậm chí đạt đến quy mô thế giới xảy ra ở đây. Câu hỏi mà các nhà khoa học phải trả lời không phải là liệu núi lửa có phun trào không, mà là núi lửa sẽ phun trào vào thời điểm nào. Dự đoán trước một đợt phun trào là một thách thức lớn vì hồ dung nham sẽ hoạt động trở lại rất nhanh. Từ năm 1977 đến năm 2002, chỉ trong vòng 25 năm, thảm họa đã có thể lặp lại. Các bạn có biết Niragongo nghĩa là gì không? Không, nghĩa là nơi rực lửa. Vì trong phạm vi 50 đến 60 mét, chúng ta vẫn quan sát được sắc đỏ của Niragongo. Khi tôi xuống phía dưới kia, có một lúc tôi đã không nhìn thấy gì hết và tôi đã lắng nghe tiếng ầm ầm của ngọn núi lửa. Tôi nghe thấy hơi thở của ngọn núi này. Với tôi, đó là một điều phi thường. Dù không nhìn thấy gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy đâu đó mình có một sự hài hòa, một sự gắn kết với nó. Tôi nghĩ là ít người có thể hiểu được cảm xúc của tôi. Tôi nghĩ mọi người luôn cảm thấy mình ngớ ngẩn khi nói như thế. Mọi người thường bảo, nghe ông ta nói kìa. Đúng là ông già lẩm cẩm. Nhìn nó giống như một nhà hát thời cổ đại, xung quanh là khán đài và sân khấu thì ở dưới đây. Tôi đã từng nghe nói về ngọn núi này và chinh phục ngọn núi là một việc trong danh sách những việc cần làm trước khi tôi chết. Bạn biết đấy, hồi nhỏ chúng ta thường liệt kê danh sách những việc cần làm trước khi chết mà. Hồi đó tôi luôn muốn làm một điều gì đó thật mạo hiểm. Và cuối cùng, nó cũng thành sự thật. Cũng không phải điều gì to tát lắm, nhưng nếu tôi tìm lại được danh sách đó, tôi có thể gạch đi một việc rồi. Họ sẽ nhớ mãi ngọn núi lửa hùng vĩ này, vua của các núi lửa đã đón tiếp họ một cách hiền hòa. Âm thanh mà ngọn núi phát ra cũng rất ấn tượng, như tiếng sấm rền vậy. Đúng thế. Trong đêm, không biết mọi người có nghe thấy không, có những lúc nghe như thể nó sắp nổ tung vậy, tiếng động rất lớn. Mọi người thấy những ngọn núi lửa ngùn ngụt kia không? Có chứ. Không biết có phải chỉ là ánh sáng của dung nham hay không? Chắc không phải là lửa đâu. Thỉnh thoảng cũng sẽ có những ngọn lửa bốc lên từ những chất khí bị đốt cháy. Thank you.
Tiết Sanh Xia là một nhà nghiên cứu núi lửa người Pháp, đã chinh phục nhiều ngọn núi lửa trong suốt hơn 40 năm. Anh thường dẫn các du khách lên những ngọn núi lửa còn đang hoạt động ở nơi tận cùng thế giới. Điểm đến của họ lần này là phía bắc Tanzania, trên ngọn núi lửa Ol Doinyo Lengai, nằm cô lập cuối rãnh tách giãn lục địa châu Phi, cách ngọn núi cao nhất châu Phi Kilimanjaro 160 km. Tanzania là lãnh thổ của người Maasai, của động vật hoang dã và của những ngọn núi lửa, một đất nước tập hợp những hình ảnh xinh đẹp nhất của châu Phi. Vết nước khổng lồ dài 7.600 km xẻ đôi châu Phi, mọc lên nhiều ngọn núi lửa làm mốc cho từng quãng đường. Vết nứt này đã xuất hiện vào cách đây khoảng 30 triệu năm. Phải mất một ngày chạy xe men theo vết nứt này mới đến được chân núi Lengai. Những dải đá màu trắng này chính là dòng dung nham trào ra khỏi miệng núi lửa, một loại dung nham độc nhất vô nhị trên thế giới, chỉ có ở núi Lengai. Các bạn đã mang đủ mọi thứ chưa? Rồi. Lều trại, chăn chiếu, mặt nạ phòng độc. Những người khuân vác có tới không? Có, họ đang tới rồi. Núi lửa Ol Doinyo Lengai. Chúng ta đã đến rồi. Đây là ngọn núi lửa lạ lùng nhất hành tinh. Bây giờ tôi chưa vội tiết lộ nó đặc biệt như thế nào. Khi nào lên đến đỉnh núi tôi sẽ nói. Nào, đi thôi. Có nhiều người leo lên đây rồi phải không? Không nhiều đâu, yên tâm, chúng ta sẽ không bị khách du lịch làm phiền. Việc leo núi lên Lengai đặc biệt khó khăn do độ cao lên đến hơn 2.000 mét và sườn núi dốc đứng, phải mất trung bình 7 tiếng đồng hồ để leo đến đỉnh. Hãy leo lại gần vết nứt kia, chỗ đó dễ bám hơn. Còn hơn 8 mét nữa. Đất ở đây nóng quá. Đến rồi. Ghi, anh thật tuyệt. Đã leo lên đỉnh ngọn núi của Chúa Ol Doinyo Lengai ở độ cao 2.877 mét. Các bạn hít thở xem, ở đây rất trong lành. Trước khi leo xuống đáy hố núi lửa, họ cần tiến gần đến đỉnh miệng núi, nơi được bao phủ bởi những dòng dung nham đã đông cứng. Chúng ta sẽ biết liệu núi lửa có hoạt động gì không khi lên trên kia. Chúng ta có thể yên tâm đi bộ, không cần phải lo lắng gì. Nhưng khi lên trên, khi vượt qua đỉnh miệng núi đầu tiên thì phải cẩn thận. Ở đó có những vết nứt nguy hiểm. Gần đến rồi. Khói bắt đầu bốc lên ở khắp nơi. Hãy nghe đi. Mọi người nghe thấy chứ? Hãy cẩn thận với vết nứt đó.
Mặt đất mà các bạn đang di chuyển chính là nham thạch. Nhưng đó không phải nham thạch chúng ta thường thấy. Nó được gọi là nham thạch natrocarbonatit. Vậy natrocarbonatit là gì? Nó chỉ đơn giản là đá vôi nóng chảy thành magma. Loại magma này giàu canxi, natri và carbon. Nó chảy như nước vậy vì không có độ nhớt. Và khi dòng dung nham này trào ra, nó có màu đen chứ không phải màu đỏ rực. Nếu trời mưa thì sau 3 giờ đồng hồ, nó sẽ chuyển thành màu trắng như tuyết. Còn nếu không mưa thì với điều kiện độ ẩm như thế này, phải mất khoảng 3 ngày. Dung nham mới nguội hoàn toàn. Với màu sắc này thì ta đã có thể biết được dòng dung nham trào ra cách đây 2-3 ngày rồi. Trên cả hành tinh này, chỉ có núi lửa Lengai phun trào ra loại dung nham thế này. Hãy nghe đi. Ở kia có khói xanh à? Mọi người nghe thấy không? Tiếng nổ của nham thạch đấy. Đằng sau kia chắc chắn sẽ có dung nham. Ít nhất chúng ta cũng cảm nhận được ngọn núi lửa này còn hoạt động. Có vẻ hơi đáng sợ nhỉ, dường như nó đang hoạt động ngay dưới chân chúng ta. Đúng vậy, điều ấn tượng nhất là chúng ta chỉ nghe thấy chứ không nhìn thấy. Nhìn đi, kia là dòng dung nham phun trào chưa lâu, khoảng 2-3 ngày trước. Đợi chút. Mọi người giữ khoảng cách với nhau. Đó là dung nham từ những đợt phun trào hoàn toàn mới. Chắc là nó đang hoạt động ở đằng sau kia. Nhớ giữ khoảng cách với nhau. Dung nham ở ngay dưới chân họ, chỉ cách khoảng 8 mét, nhưng họ không thể nhìn thấy. Họ bước đi trên một vòm đá đang rung lên bởi hoạt động của magma. Chỗ này đang cực kỳ nguy hiểm. Kia rồi, tôi nhìn thấy rồi. Ở phía dưới kia. Ồ đúng rồi, nó phun như nước vậy. Chúng ta đã rất may mắn vì đã 4 tháng rồi, núi lửa này không có bất kỳ hoạt động nào. Cách đây 4 ngày, có một phi công nói với chúng tôi rằng anh ấy đã thấy nó hoạt động. Và đúng thật. Thấy không? Chúng ta may mắn thật đấy. Đúng, thật tuyệt vời. Họ đã được nhìn thấy dung nham phun trào, nhưng màn đêm đã dần buông khiến Vi không thể tìm đến chính xác nơi dung nham phun ra. Và cũng không còn thời gian xác định độ yếu của đất. Họ cắm trại ở nơi cách xa khu vực núi lửa hoạt động